Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái ảnh bìa nhé, ảnh thu nhỏ cho video ấy với Filmora 12 hoặc là bỏ nó đi nhé. Mình giải thích một tí. Tại vì có một số bạn này hỏi mình là em không muốn tạo cái ảnh bìa ấy thì làm nào. Thực ra thì nó rất là đơn giản nhé. Ví dụ đây là Filmora 12 của mình nhé. Bản này là bản 12.9 12.2.9. Thì cái bản này là bản mới nhất nhé. Khi mà bạn nhấn vào export nhé, đây là một cái dự án mẫu thôi. Bạn nhấn vào export thì bạn sẽ có cái phần này nhé, phần tạo ảnh bìa gọi là trend thumbnail. Ở trong cái phần trend thumbnail này, bạn muốn tạo ra một cái ảnh bìa YouTube chẳng hạn thì bạn có thể ấn vào đây. Sau bạn chọn ở trong video, ví dụ bạn kéo cái kim thời gian lên chỗ nào đây. Tức là chọn ở trong video, từ trong video, hoặc là bạn có thể up một cái video, up một cái ảnh từ gọi là từ desktop của bạn ấy. Ví dụ, ấn vào đây nhé. Ấn vào đây để up một cái ảnh. Để ví dụ thôi, cái này là một cái tính năng mới ở Filmora 12 mà mình hôm trước mình nói rồi ấy. Ví dụ mình dùng cái này đi, ấn vào Open thì nó sẽ dùng cái ảnh này làm cái ảnh bìa của video, Set as Thumbnail. Ok, bây giờ nó quay trở lại, bây giờ bạn export thì nó sẽ ra cái video và kèm cái ảnh bìa nhé, video mẫu chẳng hạn. Ok, đây mình mở ra nhé, mở cho các bạn xem, mở cái thư mục. Đây là cái video này. Video mẫu 2 và nó có thêm cái ảnh bìa đây. Ảnh bìa video mẫu 2. Tức ảnh bìa này nếu như là các bạn mà kiểu lấy một cái ảnh bìa ở trong video ấy, thì các bạn có thể up lên YouTube luôn, làm ảnh bìa thu nhỏ ở trên YouTube luôn được. Đấy là làm nào để tạo ảnh bìa khi mà bạn xuất bản video. Thế còn có một số bạn là không muốn có cái ảnh bìa, ví dụ trong cùng một cái dự án mà bạn nhấn export ấy, thì nó sẽ vẫn có cái tùy chọn là cái ảnh bìa ở đây. Thì cái này nó hơi phiền một tí. Tức là thông thường là sau khi bạn tạo xong một cái dự án, xong sang dự án khác, tức là bạn sẽ phải tạo một cái dự án khác, hoặc là bạn đóng cái dự án này lại, bạn mở lại ấy, thì khi bạn nhấn xuất bản ấy, nó sẽ không có cái ảnh bìa nữa. Ví dụ nhé, mình quay trở lại cái cửa sổ bắt đầu nhé. Xếp dự án này lại, dự án, thôi kệ nó, xếp untitled cũng được. Ok, tắt cái này đi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án khác. Đó, tạo một cái dự án khác. Đây là cái YouTube. Bây giờ mình kéo một cái video xuống để mình xuất bản. Ok, trong phần mình đã tải rồi nhá. Ví dụ một cái thôi. Ví dụ cái này đi. Cái video này chọn là Full HD thôi. Bây giờ mình muốn xuất cái video này ra mà không có cái ảnh bìa ấy, thì mình sẽ nhấn vào Export này. Và mình sẽ không chọn cái phần Trend Thumbnail nữa, tức là kiểu đổi ảnh bìa nữa. Ở đây nó có cái đen đen này, có nghĩa là không có nhé. Đáng nhẽ là Wondersend nó lên nên cho thêm một cái tùy chọn vào đây là có ảnh bìa và không có ảnh bìa. Thế còn nếu mà cái này nhé, không có ảnh bìa thì các bạn nhấn Export thì nó sẽ chỉ ra mỗi cái video thôi, chứ nó không có kèm theo cái ảnh bìa nữa. Ok, đây là xong rồi nhé. Mình sẽ nhấn vào đây, Open Folder. Chỉ cho các bạn xem nhé, là nó chỉ có video thôi, không có ảnh bìa. Đây, video mẫu 3. Bạn nhìn thấy nó chỉ có cái video mẫu 3 và nó có cái ảnh bìa mặc định của nó, chứ không có cái gọi là cái ảnh giống như cái mẫu 2 này nữa. Đơn giản thôi, đấy là xuất bản video kèm ảnh bìa và không kèm ảnh bìa trong Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Nhưng mà chắc phải sau nghỉ lễ 30 tháng 4 nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Goodbye. We'll be right back.